Dạ rồi, con chào các cô á. Con chào các cô, hôm nay con về một cái lô hàng đây. Còn cái lô hàng không biết cô nào còn nhớ không ha, cái giá con bán ha. Cô nào mà là tín đồ tay lỡ thì chắc biết cái bộ đồ này rồi. Con nhung ha, con nhung mình còn ha, bảo đảm 100% là con nhung mình còn tay lỡ ha. Tay đỡ ha, con nhung mình còn 100% á các cô. Con nhung 100%. Hôm nay cô có nhiều ưu đãi cực kỳ luôn. Nhiều ưu đãi lắm các cô ơi. Có nhiều ưu đãi cực kỳ luôn, hấp dẫn cực kỳ luôn. Rồi, mẫu mới ha cô, hoàn toàn mới 100% luôn ha. Mẫu hoàn toàn mới 100%. À dạ dạ dạ, cái điện thoại. Cái điện thoại này nó hiu quá. Nó hiu quá. Dạ rồi. Con tiếp tục. Mẫu hôm nay của con về là một mẫu hàng tay lỡ ha các cô. Con like theo mã ha. Ý con like theo số ha, các cô chốt theo số giúp con ha. Các lời con số theo số giúp con. Và hôm nay con có một sự ưu đãi rất là lớn cho các cô luôn. Tay là tay búp ha, tay là tay lỡ các cô. Tay là tay lỡ. Rồi, bông mới hoàn toàn các cô. Bông cực kỳ mới ha. Chiến này bông về toàn là mới thôi. Con là 57kg nhưng mà con lấy size 3 nha các cô. Con mặc vô có một bộ đồ ở trong này nè. Đây. Dạ đây ha, rộng ha, con mặc ha, con là 57kg ha, nhưng mà con thấy nó mặc ôm á thì con không có thích. Không phải là ôm vừa luôn này các cô. Con này nó rút vừa thôi, nó không có rút nhiều, nhưng mà chắc con lấy xe 3 cho mặc nó thoải mái hơn, thích rộng rãi hơn. Dạ đây ha, rất là đẹp các cô. Bộ đồ này rất là đẹp luôn ha. Một bộ đồ của con ha. Nó rung quá ha. Một bộ đồ của con gì nè. Quần dài ha, tay lỡ ha, bông rất là đẹp luôn. Mẫu mới hoàn toàn 100% ha. Bông mới ha các cô. Một bộ như vậy của con có giá là 100.000 ha. Nhưng khi các cô mua 2 bộ. Dạ, các cô mua 2 bộ ha. Các cô mua 2 bộ thì chỉ còn 95.000. Dạ, một bộ như vậy là có giá 100.000. Nhưng khi các cô mua 2 bộ thì chỉ còn có 95.000 thôi. Mã số 2 của con các cô. Mã số 2. Con đang like size 2 ha, từ 50kg đổ xuống giúp con ha. 50kg đổ xuống giúp con. Mã số 2, size 2 rất là bông đẹp luôn. Bông cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Bông chiến này về bông đẹp đẹp không mà các cô ơi. Mã số 2 này các cô. Ton nhung ha, ton nhung là màu tối thôi nè. Mã số 3. Trời ơi các cô ơi. Mã số 3 xây 2. Dạ. Khi mà có cô mua 3 bộ ha. Rung quá. Khi mà các cô mua 3 bộ. Dạ. Với giá là 95.000 các cô sẽ được tặng một phần quà là một hộp dán ngải ha. Hoặc là các cô có thể là lấy một bịch xà bông ha. Một bịch xà bông này trị giá là 350g. Rất là trắng luôn, nhặt đồ rất là trắng sáng ha. Đồ trắng sáng tinh luôn mà thơm nữa. Là dạng bột ha các cô. Dạng bột ha, một bịch này. Hoặc là các cô có thể chọn cái này tùy theo ha. Tùy theo khi các cô mua 3 bộ với giá là 95.000. Quá hấp dẫn luôn các cô ơi. Được tặng quà nữa. Với 3 bộ thôi mà mình được tặng quà rồi. Mua 2 bộ là mình đã giảm mỗi hóa đơn. Trên mỗi hóa đơn là đã 10.000 rồi. Tiền ship của con đồng giá 20.000 à. Tiền ship của con đồng giá 20.000 ha các cô. Mã số 4. Tiền ship của con đồng giá 20.000 thôi à. Mua bao nhiêu bộ tiền ship cũng 20.000. Mã số 4. Con nói bông chiến này về mới không mà mới tanh luôn các cô. Trời ơi. Mới là mới tanh mới sáng luôn á. Size 2 ha, tại vì cái size này là nó không có trùng màu á. Nên là con sẽ nè, mỗi size nó khác màu á, cho nên là con like theo như vậy. Mã 5.
mà anh Năm bộ rất là đẹp luôn, các cô cực kỳ đẹp luôn á, bông này còn mới mới mà bông đẹp đẹp không luôn. Mà anh Năm đây ạ. Wow, tay là tay lỡ rồi các cô, một bộ tôn nhung xứng đáng luôn ạ. Một bộ tôn nhung của con chỉ có giá là 100.000 ha. Các cô mua hai bộ chỉ còn là 190 thôi. 190 tiền ship nữa, 20.000 nữa. Tiền ship 20.000 nữa chạy ra 201 được hai bộ đồ. Nhưng khi các cô mua 3 bộ. Khi các cô mua 3 bộ ha, các cô mua 3 bộ mã 6 rồi các cô. Quá nhu luôn, màu này là màu nâu, màu tím than các cô, nhưng mà trong cái hình nó thành màu nâu đất luôn hay gì á. Tím tím mà nó ngà ngà màu xanh lá nữa. Rất là đẹp luôn cô, mã 6 size 2 này, chiếc này size 2 về màu toàn là đẹp mới không, mà cô nào tầm khoảng 50kg chốt đơn đi ạ. À. Mấy mẫu này là mẫu cực đẹp không á. Mã 7, một xe màu xanh ha. Dạ, mã 7 màu xanh. Wow. Mã 7 màu xanh nè. À. Con nói chiến này con về lô toàn là màu mới không, mã 8 á. Xe 2 toàn là bông đẹp đẹp không cô ơi. Xe 2 toàn bông đẹp đẹp không cô ơi. Xe 2 toàn bông đẹp đẹp không luôn á. Không có bông nào mà chê được luôn á. Không chê bông nào được luôn. Toàn bông đẹp đẹp không luôn. Mã 9. Đây, mã 9 đây. Đây, cái quần của nó đây. Rất là đẹp ha các cô. Quần dài 9 tấc ha. Quần dài 9 tấc ha các cô. Quần dài 9 tấc ha. Quần dài 9 tấc mã 10. Mã 10. Con là chỉ like là chủ yếu là con mới, hàng mới thì con trọng tâm con like từng mẫu cho các cô lựa ha. Đó, rất là đẹp luôn. Cái mã 10 này quá xuất sắc luôn các cô. Mã 10 này xuất sắc cực kỳ luôn. Dạ rồi ha. Con hết ha, con hết size 2 rồi. Giờ con lên size 3 đây. Size 3 thì con về được có mấy mẫu à. Size 3 thì con về được có mấy mẫu thôi. Các cô chọn chọn mã giúp con ha, tại vì cái màu nó không có bị trùng lẫn á, nếu mà nó trùng lẫn thì dễ quá cho con rồi. Mã 11 size 3. Mã 11 size 3. 55kg ha các cô, 55 56kg ha, size 3 tầm khoảng 57 mà thải cao 1m62 như con ha. Size 3. Mã 12. Mã 12 size 3. À, khi cô mua 5 bộ ha, khi cô mua 5 bộ thì giá chỉ còn 90.000. Dạ ha, con xin nói lại ha. Khi cô mua 5 bộ giá chỉ còn 90.000 và tặng thêm một cái hộp này nữa. Tặng thêm một cái hộp này nữa. Con giảm giá cực mạnh cho các cô luôn ha. Giảm giá cực mạnh cho các cô lên, cho nên là cái video này là con không miễn ship ha các cô, đồng giá 20.000 trên một đơn hết ha các cô. Đồng giá 20.000 trên một đơn à. Đồng giá 20.000 trên một đơn, con không miễn ship ha các cô. Mã 13. Mã 13. Quá hời luôn các cô ơi. Chiến này con về thiệt thật sự luôn. Cái lô hàng này nói mà hãy nói chứ mà các cô không có chọn mấy bông này là tiếc lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Thật sự. Mã 14. Các cô chốt mã giúp con à. Các cô chốt mã giúp con ha. Toàn là bông mới thôi. Con nói là bông mới không à. Mà nó về ngặt nổi là mỗi size gì là màu gì nè. Nên là không có like theo mã được á. Cho nên là không có lên theo mã theo size được á. Cho nên các cô chốt giúp con vậy ha. Mã 15 size 3. 15 size 3. Mua 1 bộ thì 100.000. Mua 2 bộ thì còn có 90.000. Nhưng khi mua 3 bộ ha, thì các cô được tặng một hộp này hoặc là bịch xà bông. Dạ 95.000 ha. Dạ, nhảy lên thêm 2 bộ, 5 bộ thì giá chỉ còn 90.000 một bộ thôi. Quá rẻ luôn. Con chiến này con còn trong tháng nên là con ra cái chương trình quá điêu hời luôn, nên các cô tranh thủ ha. Tranh thủ ha. Mã 16, hết tháng này là con sẽ về cái giá cũ 100.000 một bộ các cô ơi.
về 100.000 một bộ thì tiếc lắm luôn á, nên các cô tranh thủ ha, tranh thủ chốt đơn giúp con ha, con về số lượng ít à, nhanh là nhanh tay chốt đơn qua số điện thoại 0343 300 210 ha các cô, nhanh tay chốt đơn qua số điện thoại đó giúp con 0343 300 210 mã 17. Còn là mẫu mới thôi, size 3 con về có 8 mã mới. Nên là có mã cũ nữa nhưng mà thôi con không có like. Con like mã mới cho các cô ha, cho cái tủ đồ mình thêm sinh động ha, cho thấy được mình thêm sinh động nhiều màu sắc hơn. Mã 18. Đây à. Mẹ like. Mã 18 cô ơi, cái mã cuối cùng của mỗi size mà sao mà nó xuất sắc gì đâu luôn á các cô. Trời ơi, cái màu này là màu mới luôn á, cái màu này là màu mới lần đầu tiên bên con luôn á. Cái màu này ở màu hồng, hồng mà hồng phấn hay hồng nâu mà nó rất là đẹp luôn các cô. Trời ơi, cái bộ đồ nè, cái bộ đồ rất là đẹp luôn à, bộ đồ rất là đẹp luôn á. Một bộ như vậy chỉ có giá là 100.000, trời ơi quá rẻ luôn. Các cô mua 2 bộ trở lên đi, cái giá nó ưu đãi cực kỳ luôn. Khi mà các cô mua 3 bộ là sẽ được tặng quà nữa. Tiền ship của con đồng giá 20.000 ha, con không miễn ship ha các cô, con không miễn ship ha. Con xin nói lại là con không miễn ship ha, con không miễn ship đâu ạ. Nhưng mà con... Dạ rồi, con không miễn ship ha, nhưng mà con sẽ tặng quà. Con tặng quà cho hóa đơn là 3 bộ ha, hóa đơn 3 bộ. 3 bộ là con tặng quà ha các cô, 3 bộ là con tặng quà. Con tặng quà cho các cô ha, con tặng quà mã 19. Mã 19. Mã 19. Wow. Mã 19 size 4 ha, size 4 thì tầm khoảng 67-68 kg giúp con ha. Mã 19 size 4. Mã 19 size 4. Mã 20. 20 size 4. 20 size 4. 60-67 quay đầu giúp con ha, 67 quay đầu giúp con. Thôi tiếc lắm á các cô ơi, không có cái bộ đồ này trong tủ là tiếc lắm luôn. Cái bông chiến này về đẹp cực kỳ mê ly luôn. Dạ, mỗi lần như vậy các cô cứ săn một mẫu bên con đi là thiệt. Là nguyên một cái giống như là một cái siêu thị mini luôn á. Đồ là đồ mới hoàn toàn ha, đồ mới mẫu mới hoàn toàn ha, con ưu tiên ha. Con không có nhập mà mẫu cũ, con không nhập mẫu cũ, mẫu mới về là con ưu tiên đầu tiên trước nhất luôn. Phục vụ các cô là điều hiển nhiên bên con ha, phục vụ tận tình 100% ha bên con ha. Size 4 à, cái màu này là màu nâu đất này các cô nhìn nè, trời ơi đẹp cực kỳ luôn. Con mặc vô cho các cô xem luôn, con chồng vô luôn, chồng vô luôn cho các cô xem. Phía sau chồng vô nó rất là đẹp ha các cô. 21 ha các cô, 21 size 4. 22 quá đẹp luôn các cô. Tay là tay lỡ tới đây nè, tay là tay lỡ qua cùi trỏ ha, tay lỡ qua cùi trỏ size 4 ha. Con mặc tới 3 cái áo lên cho nên là thấy nó ôm chứ thật ra size 4 rất là to ha. Con mặc như vậy mà còn rộng nữa nè, còn rộng như là size 4 rất là to, nên các cô cứ bị yên tâm ha. 22 à, 22 hả? Lá này giống như lá gâu đắng vậy. Lá này giống như lá gâu đắng mà nhưng cái màu rất là đẹp hả các cô. Màu rất là đẹp nên các cô cứ bị yên tâm ha. 22 size 4 ha. 22 size 4 cô ơi. Chốt 3 bộ đi ạ. À. Giá còn có 95.000 mà mình được tặng quà nữa. 23 màu mới đây. Màu nâu hả các cô, rất là nhã nhặn luôn. Mặc bộ này rất là sang trọng luôn. Mặc lên bộ này tót lên vẻ sang luôn, sang ngời ngợi luôn, sang cực kỳ sang luôn. Hồi ôi cái màu nè, mặc bộ đồ này luôn ha, bà xui nhìn không ra luôn, nhìn trẻ ra thêm 10 tuổi luôn, bà xui da nhìn không ra luôn. Mã 24 à,
Bà xui qua thăm cái nhìn không ra chị xui luôn. Dạ rồi, mã 24 mà các cô quá đẹp luôn. Dạ xuất sắc luôn ạ. Lỡ mà bà xui có hỏi mà mua ở đâu thì các cô nhớ giới thiệu ở shop Mỹ Dung mà các cô. Các cô nhớ giới thiệu chỗ shop con ha. Nhớ giới thiệu chỗ shop con, chỗ con bán chuyên đồ bộ ton. Toàn là màu mới thôi. Màu mới để phục vụ các cô thôi. Màu mới để phục vụ các cô thôi. Mã 25 con về toàn là mẫu mới thôi. Bông mới, mẫu mới ha. Khỏi phải chơi luôn ạ. Khỏi phải chơi luôn ha. Ở đây nó có một cái đường dằn ở đây nè. Cô thấy không? Rất là đẹp ha. Bông cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Chiến lô hàng này phải nói chứ con gặp con mê luôn á. Con gặp là con mê ly luôn á. Mã 26 tên Nhung là giải loại 1 bên con ha. Giải này là giải loại 1 bên con ha. Con bao về chất liệu vải, chất đường chỉ ha. Chất liệu vải nữa ha các cô. Con bao hết ha. Loại 1 bên con mà cái giá thì quá hời luôn. Giá thì quá hời luôn. Chỉ có 2 ít thôi. 2 ít thôi mà được cái bộ đồ này các cô ơi. Phải nói chứ giải rất là mềm luôn. Rút quá thì lại rút ít nữa. Chất liệu vải rút ít ha. 27 chất liệu vải này là rút ít ha các cô. Chất liệu vải này là rút ít. Rút ít bên con ha. Wow, bông này coi. Phải nói là không có chơi luôn. Trường mê mà chữ ê kéo dài luôn các cô. Bộ đồ nó nhìn ha, cái bông thiệt chứ. Xuất sắc một bộ vậy thôi mà chỉ có 100 ngàn. Mình mua 2 bộ chỉ còn 95 ngàn một bộ thôi. Mình mua 3 bộ là mình đã tặng quà rồi. Quá hời luôn ạ. Mã này là 28. Dạ đây. Wow, xuất sắc cô ơi. 28 ha. 28 màu này toàn là màu nhu thôi con cam đâu ha, không sáng không chói đâu. Nhiêu mã 29 này là như có 29. Đúng rồi. Cái màu này là trùng với cái màu này. Màu này là 24. 24. Đây, 29 ha. 29. Wow, cô ơi, màu này nè. Màu này là màu tím than á. Màu tím than á cô, mà kết hợp với màu đỏ nè. Trời ơi, phải nói chứ bộ đồ chê đâu, không có chê đâu ạ. Xuất sắc ạ. Rồi, con xong cái size ha. Con xong cái size rồi ha. Bây giờ con tới cái size 5 của con đây. Tay năm đây 75kg ha các cô. 75kg 30 size 5 ha. 30 size 5 cái bông nãy con mới dơ lên. Size 5 cũng có luôn. Size 5 31. 31 cái bông này các cô. 75kg ha. Size 4 cũng có. Size 5 cũng có nè. Nhưng mà con phải like như vậy mới được. Tại vì nhiều bông không có. Nhiều bông có mình like chung vậy khó lắm. Nên con like mã nên các cô chọn mã giúp con ha. 75kg chọn 31 ha. Nếu mà các cô thích bông này mà tầm khoảng 75kg chọn 31 giúp con ha. 31 giúp con. 32. Bông này cũng đẹp lắm này các cô ơi. Nó nhã nhặn lắm. Nó nhã nhặn, nó nhu lắm. Mặt rất là sang luôn. Bộ này mặc lên bao sáng da ha. Bộ này mặc lên bao sáng da. Không chơi vào đâu được. 10 điểm ha. Không lẽ con bán mà con khen á. Không lẽ con bán mà giải bên con khen á các cô. Thiệt sự luôn á. 33. Các cô cứ việc về cầm bộ đồ mà cảm nhận coi con có nói đúng không ha. Nếu mà con nói đúng thì mong các cô quay lại ủng hộ con thêm một lần nữa ha. Và nhiều lần nữa à. Dạ. Nếu mà con nói sai thì cô cứ việc phản hồi ha. Mã 33. Về cái lô hàng
mà phải nói là hồi chiều giờ con không có kịp mà con mở ra luôn á. 34 là màu xanh nước biển ha các cô. 34 màu xanh nước biển, mở ra từng bộ cho các cô xem luôn. 75kg quay đầu giúp con ha, 75kg quay đầu giúp con. Một bộ như vậy có giá 100.000 ha các cô. Một bộ như vậy có giá 100.000, nhưng khi mình mua 2 bộ thì chỉ còn 95.000 thôi ha các cô. Khi mình mua 2 bộ thì chỉ còn 195.000 thôi. 35 35 Wow. 35 ha. 35. Thôi à, cho mẹ like một xíu. 36 36 là bông vàng con đang mặc đây. 36 là con bông vàng đang mặc đây. 37 37 là một nền đen nữa các cô. 37 là một nền đen nữa. Cái giải này phải nói chứ không có chơi vô đâu được nữa. 10 điểm ha. Nếu như mà có 12 điểm con cũng xin phép cộng cho bộ đồ này 12 điểm luôn à. Thật sự ha các cô ơi, không chơi vào đâu được đâu à. Cái đường chỉ chất liệu vải đường may thì bao ha. Cái túi của con rất là sâu ha. Cái túi của con rất là sâu nên các cô cứ bị yên tâm ha. Con nhét vô cái tay con nè. Tay con rất là to. Tay con rất là to. Tay con là mọi người đều nói như tay như đàn ông vậy đó. Dạ ha. Con không có mềm mại á, cho nên tay con rất là to. Nhưng mà con nhét con vừa là tức nghĩa là cái túi rất là to, nên các cô cứ bị yên tâm ha. 37 38 là màu tím. 38 là màu tím. Rất là đẹp ha các cô. Rất là đẹp ha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Bộ tay lõi này rất là đẹp. Bông toàn là mới hoàn toàn ha. Bông toàn mới hoàn toàn ha. Hôm rồi là sale hết trơn đồ cũ rồi, bây giờ là chỉ về bông mới thôi, nên các cô cứ việc yên tâm ha. Trời ơi, cái bông gì đâu phải nói chứ. 34 34 là bộ xanh rêu à. Trời ơi, không có chơi vô đâu điểm nào luôn á. Được, cho con xin, nếu mà các cô cho con điểm thang điểm 12 thì cho con xin thêm 2 điểm nữa đi. Xin thêm 2 điểm nữa. 34 ha. 34. Rất là đẹp luôn. 34. Gì? 39. 40. 40. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Rất là đẹp ha các cô, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Bốn mươi mốt. Con về số lượng ít thôi, con không dám nhập nhiều. Chưa có gan làm giàu. Chưa có gan làm giàu các cô ơi. 42. Con mà có số vốn nhiều hay là con sẽ nhập nhiều để phục vụ các cô luôn á. Nhưng mà không có gan làm giàu. Mã cuối cùng rất là đẹp luôn. 43. Sao mà chiếc này sao mà toàn là cái mã gì đâu. Đẹp không luôn á. Đẹp không luôn á. 43 ha. 43 cái mẫu này quá đẹp luôn các cô ơi. Size 5 75kg, size 2, size 4, size 3. Size 3 thì không có nhưng mà size 5 lại có. Quá đẹp luôn các cô ơi. Cô bông ha, rất chi là đẹp ha. Cô ơi mua 2 bộ đi, mà các cô thích tặng quà mua 3 bộ đi. Tiền ship đồng giá 20.000 ha. Tiền ship đồng giá 20.000. Con xin phép lấy đồng giá 20.000 ha. Từ đây con sẽ lấy 20.000 thôi. 20.000 thôi à. Dạ rồi, con có 43 mã ha. Các cô chốt theo mã giúp con ha. Con xin phép là xuống like tại đây à. Con chúc các cô có một
một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng ha. Con xin chào.